Xin chào, mình là Kiên và vào thẳng vấn đề luôn thì hôm nay chúng ta sẽ nói về làm thế nào để bắt đầu với thời trang. Cái thời trang mà mình nói ở đây, đấy chính là chúng ta khám phá và tìm hiểu về tính nghệ thuật trong thời trang. Nó là một cuộc hành trình tìm hiểu về tính thời trang của những món đồ, từ kiểu dáng cho đến chất liệu, cho đến màu sắc, cho đến cách bài trí phối đồ và cho đến cả những cái thông điệp mà các nhà sáng tạo muốn gửi đến. Chứ trong video này mình không nói đến làm thế nào để bắt đầu ăn mặc đẹp hay là làm thế nào để mà mua đồ. Cái việc ăn mặc đẹp, thay đổi gu thẩm mỹ thì nó cũng sẽ đi cùng với cái chặng đường các bạn tìm hiểu thời trang. Ok, và trước khi bắt đầu video thì mình sẽ phải có nhiệm vụ thông báo video này được tài trợ bởi ZenMarket. ZenMarket là một tủ đồ trực tuyến giúp các bạn có thể đưa những món đồ từ Nhật Bản về đến Việt Nam một cách an toàn và đảm bảo nhất. Hiện tại bây giờ ZenMarket đang có campaign Omotenashi giảm phí cước lên đến 15% và kèm theo 700 Zen Point. Thông tin chi tiết hơn về ZenMarket mình sẽ nói phía sau video. Ok, được rồi, vấn đề đầu tiên khi mà tìm hiểu về thời trang ấy, đấy chính là các bạn phải chuẩn bị cho bản thân một cái tinh thần cởi mở, một cái open mindset. Vì sao? Thời trang là không có giới hạn, thời trang là một bộ môn nghệ thuật, nó cũng giống như là hội họa hay là âm nhạc hay là kiến trúc. Tất nhiên cái gì nó cũng có tiêu chuẩn được xếp bậc và được đánh giá bởi những chuyên gia. Nhưng nếu mà các bạn đặt chân vào thời trang để tìm hiểu chúng với một cái tâm lý cứng nhắc, với một cái tâm lý là phải A phải B và áp những cái công thức ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ bị kẹt lại trong thời trang. Ví dụ như là JWA mùa năm nay 2024 thì nếu các bạn không có một cái open minded, các bạn sẽ cấn ngay lập tức. Nếu mà các bạn vẫn còn giữ lại cho bản thân những cái quy tắc, những cái định kiến cổ hủ thì chắc chắn là không thể nào mà thầm nổi những cái runway như vậy. Ý của mình ở đây không phải là các bạn phải thích tất cả mọi thứ, không phải là runway nào các bạn cũng phải khen về trầm trồ. Các bạn có thể cảm thấy nó xấu hay nó đẹp, cái đấy là tùy thuộc vào cảm quan của các bạn. Nhưng mà chắc chắn là để tìm hiểu nhiều hơn về thời trang, học hỏi được nhiều kiểu dáng hơn, nhiều ý tưởng phối đồ hơn, nhiều những cái possibility hơn, thì chắc chắn là các bạn cần phải có một cái tư duy mở. Chứ bây giờ nam giới mặc váy hay là mặc quần tất vẫn cứ nhảy cẩn lên thì nhỉ, không thể nào mà phát triển được đâu. Ok, tiếp tục nào. Sau khi mà các bạn đã xác định sẵn tinh thần rồi, mình chắc chắn là khi mà xem runway ấy thì các bạn vẫn sẽ sốc thôi. Thì bây giờ runway là cái gì và Fashion Week là cái gì? Thì đơn giản thôi, mỗi một mùa thì các hãng sẽ có những cái show thời trang riêng, người mẫu đi đấy thì gọi là runway. Còn Fashion Week là một tuần lễ thời trang quy tụ những thương hiệu từ là mới nổi, có triển vọng cho đến những thương hiệu có tên tuổi cực kỳ lớn, và đấy cũng là một cái sân chơi của các tín đồ thời trang. Thì hiện tại bây giờ trên thế giới có tổng cộng là 3 thành phố lớn về thời trang. Thứ nhất, to nhất vẫn là Paris, thứ hai là Milan là ở Ý và thứ ba là New York ở Mỹ. Mỗi một thành phố thì sẽ có một cái lịch riêng về Fashion Week, thì thường thường mỗi năm nó sẽ diễn ra 2 lần, Fall Winter và Spring and Summer. Fall Winter thì sẽ được diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3, còn Spring and Summer thì đâu đấy rơi vào tầm khoảng từ tháng 7 đến tháng 9. Nghe thì có vẻ là hơi lệch đúng không? Đáng nhẽ là từ tháng 1 tháng 3 là Spring chứ. Tất cả các hãng và các nhà thiết kế không show cho các bạn xem cái gì hiện tại mà show cho các bạn xem là tương lai sẽ là cái gì. Ví dụ như là Fall Winter năm nay vừa mới diễn ra xong, chúng ta có LV, Prada, Gucci vân vân mây mây, thì họ show ra cái bộ sưu tập này để bắt đầu mở bán vào mùa thu năm nay chứ không phải là để bán bây giờ. Kiểu ví dụ như các bạn xem Dior, Prada rồi Louis Vuitton, Givenchy rồi Givenchy vân vân mây mây đấy, thì chúng ta có thể mường tượng ra được một cái bức tranh toàn cảnh bây giờ, đấy chính là tailoring nó vẫn lên ngôi, và cái lúc các hãng hướng đến nó vẫn là một cái gì đấy dress up hơn một chút, nó vẫn là clean aesthetic chứ không phải là streetwear nhồng nhồng, hay cũng chưa phải là romantic maximal diêm dúa các thứ. Rồi chúng ta có thể nhìn được ra là một số những cái silhouette slim lại một chút, ví dụ như là quần chẳng hạn, nó cũng đã bắt đầu có hiện tượng nhen nhóm quay trở lại chẳng hạn. Thì đó, khi mà xem runway chúng ta sẽ mường tượng và biết được ra những điều như vậy. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để mà tìm được thông tin và làm thế nào để mà coi hiểu được những cái thứ đấy. Thì trước tiên mình phải nói rằng là 90% những cái nội dung thời trang mà các bạn được tìm và các bạn được đọc ấy, đa phần nó là nội dung quảng cáo, nó đều được trả tiền hết rồi. Kiểu ví dụ như là các bạn đọc một bài báo hay là các bạn lên TikTok các bạn lướt đấy, những cái nội dung như vậy nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu là nhanh chóng và tức thì. Chưa cần bàn đến runway hay là high fashion để tìm hiểu cái gì đấy sâu xa, nhưng mà cá nhân của mình ấy thì mình cũng thấy là hơi chút có lỗi. Kiểu ví dụ như là những cái dạng nội dung như là làm thế nào để mặc cái A, làm thế nào để mặc cái B, rồi các công thức để đạt được cái này, công thức để đạt được cái kia, làm thế nào để mặc áo sơ mi, làm thế nào để mặc quần dài, làm thế nào để mà phối với bút, làm thế nào để ABC. Như mình đã bảo rồi không, thời trang là bất tận, cho nên là chính xác ra thì nó chả có một công thức hay cái luật lệ gì đấy cả. Cái cách mà mình phối sơ mi nó sẽ khác với cái cách mà người khác phối sơ mi, cái nhìn mà mình hướng đến nó sẽ khác với cái việc một người chơi avant-garde hướng đến. Cho nên rằng là càng tìm hiểu về thời trang, càng sáng tạo nội dung thời trang thì mình càng ít làm những cái nội dung kiểu như vậy, mà thay vào đấy mình muốn giúp các bạn thay đổi tư duy, có nhiều cái góc nhìn khác nhau, tham khảo được nhiều nguồn ý tưởng, và chính các bạn phải là cái người trải nghiệm và tự đúc kết cho bản thân, chứ không ai có thể giúp được các bạn cả. Vậy nên là đi tìm nguồn nguồn thông tin ở đâu? Ở những cái trang uy tín. Đầu tiên là chính ngạch, chúng ta sẽ có báo to nhất, nổi bật nhất trong thời trang, chúng ta sẽ có Vogue. Vogue cũng làm rất là nhiều những cái series thực tế này, rồi những người nổi tiếng ăn mặc gì, hay là những nhà thời trang ăn mặc như nào, thiết kế của ra sao, khá là thực tế chứ không chỉ đơn giản là trên mây. GQ thì càng thực tế và càng lấn sâu vào culture hơn nữa. Tiếp theo là Harper's Bazaar. Harper's Bazaar thì nó sẽ thiên hướng là kiểu như là shopping thế nào cho nó hợp lý nữa này. Rồi Net & Porter nó cũng là một cái trang có thể giúp các bạn có được nhiều ý tưởng phối đồ. Rồi Việt Nam mình thì có Elle này, rồi Elfsell này, rồi cái gì nhỉ, Heritage Fashion này. Nếu mà các bạn muốn thực sự tìm hiểu về thời trang thì cái nguồn chính ngạch vẫn là một cái nguồn uy tín nhất. Còn một nguồn thông tin nữa cũng khá là uy tín, tuy nó không phải là chính ngạch nhưng mà cái chia sẻ của mọi người nó sẽ rất là thật, đây chính là YouTube. Ở nước ngoài thì chúng ta sẽ có Team Design, có Drew Joiner, có Bliss Foster, có Harry Haas. Ở trong Việt Nam để mà nói về trải nghiệm local brand, chia sẻ thành thật thì chúng ta sẽ có Huy Bô. Hay là làm thuần về nội dung thời trang thì chúng ta sẽ có Bim Nguyễn, Hiền Lê, Chí Minh Lê, rồi có là mình nữa. Vậy nên để chung quy lại thì hãy tìm những cái nguồn thông tin uy tín để chúng ta có thể tiếp cận một cách đúng đắn nhất, để mà chúng ta có thể hiểu về thời trang, học về thời trang một cách gọi là an toàn nhất. Ok, vậy tiếp tục cái câu hỏi đấy là sau khi tìm được nguồn thông tin rồi ấy, thì làm thế nào để mà hiểu được nó? Làm thế nào mà hiểu được cái khoa học, cái science ở trong những cái bộ đồ hay là ở trong những cái feed kiểu như thế này? Như thế nào là hợp lý, tỷ lệ ra sao các thứ, đúng không? Thì mình chia sẻ thật sự ấy, cái này nó không có bí quyết hay là nó có một cái đường tắt nào cả, mà là chính các bạn phải tự trải nghiệm và phải tự đúc kết cho bản thân mà thôi. Vẫn là từ xem những cái nguồn tin uy tín, từ báo chính ngạch cho đến YouTuber. Ở trên YouTube thì cũng có rất là nhiều những cái kênh analysis về cả lịch sử cho lẫn cả bóc sách mổ xẻ một cái feed nào đó. Kiểu ví dụ về lịch sử thì chúng ta sẽ có The Fashion Archive này, rồi chúng ta sẽ có The Education, rồi The Understitch. Bóc tách mọi thứ, chia sẻ một cách hài hước thì chúng ta sẽ có Elle hay là Bliss Foster. Thì khi mà các bạn đọc nhiều, hiểu nhiều, các bạn sẽ tiếp thu và có kiến thức cho bản thân. Rồi kèm theo đấy là các bạn cần phải trải nghiệm nữa, thì dần dần chắc chắn là các bạn sẽ cải thiện được cái gu thẩm mỹ của bản thân mà thôi. Đừng có vội vàng, đừng có chộp giật, đừng có muốn là ngay ngày mai các bạn phải mặc đẹp được. Cái chuyện thì nó sẽ không xảy ra đâu. Viễn tưởng, vớ vẩn. Thì nói đến đây mình nói rất là nhiều về ba thứ, đúng không? Rất bác Thái Công: kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Thì chúng ta có kiến thức, chúng ta đọc nhiều, chúng ta research nhiều, bây giờ chúng ta cần trải nghiệm để chúng ta lấy được kinh nghiệm, đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ hỏi rằng là nhưng mà thời trang thì đắt lắm, với điều kiện kinh tế như ở Việt Nam thì làm sao mà có thể bỏ được ra 10-20 triệu một tháng cho cái việc trải nghiệm thời trang? Các bạn đâu nhất thiết là phải mua đồ thì mới có trải nghiệm được đâu. Các bạn ra store mà thử, các bạn thử luôn từ low tier đến shop đến các local brand để thử áo, mặc đồ, cảm nhận chất liệu, bla bla vân vân. Take note nó lại. Mức giá cao hơn ở Việt Nam là fast fashion. Chúng ta ra Zara, chúng ta ra Uniqlo thử đồ, có ai cấm các bạn thử đồ đâu, các bạn chỉ mất công sức mà thôi. Sau đấy lên cao hơn mid tier chúng ta cũng sẽ làm tương tự, và cuối cùng thì khi mặt đủ dày rồi ấy, các bạn cứ đi vào Dior, Chanel rồi Louis Vuitton, các bạn thử bét nhè cho mình. Khi mà các bạn mặc lên một món đồ thực sự chất lượng thì các bạn cũng đã nâng được cái tiêu chuẩn của bản thân rồi. Khi mà các bạn trải nghiệm được cái cấp cao hơn của thời trang thì các bạn sẽ hiểu được như thế nào là good fit, như thế nào là bad fit, như thế nào là good material, good cut, bla bla vân vân. Và thêm một điều nữa, như mình nói ở đầu video, thời trang nó là một bộ môn nghệ thuật, và một bộ môn nghệ thuật thì chúng ta có thể cảm nhận, chúng ta có thể appreciate nó, chúng ta có thể tìm hiểu về nó, mà không nhất thiết là phải mua nó, không nhất thiết là phải sở hữu. Kiểu ví dụ như bây giờ các bạn đi vào viện bảo tàng, đúng không? Rồi các bạn nhìn thấy một cái tác phẩm nghệ thuật nào đấy, các bạn thấy đẹp quá, thích thú quá, thì được mấy % các bạn nghĩ rằng là các bạn muốn mua nó về, đúng không? Mà các bạn có muốn mua nó về thì các bạn cũng không thể nào đủ điều kiện kinh tế để có thể vác nó về được. Thời trang nó cũng như vậy, xem runway mình có đã không? Có. Xem runway mình có muốn mua không? Có. Nhưng điều kiện kinh tế của mình đâu phải là cháu bác Phạm Nhật Vượng đâu mà mình có thể mua được hết. Cái này cũng là lý giải cho cái việc tại sao mọi người cứ bảo là Kiên thì không phải là dân sneaker, Kiên không đi được sneaker, hay là Kiên không phải là dân avant-garde rồi ăn mặc nhồng nhồng một tí. Bởi vì đơn giản là mình không có tiền mua cả, chứ còn tất cả mọi thứ mình đều tìm hiểu, và nếu đưa cho mình đồ mình sẽ vẫn phối được một cách rất là tự tin. Chính xác ra thì về quỹ nhân sách của chúng ta có hạn, nên là cái cuộc chơi thời trang này nó mới vui, nó mới thực sự thú vị. Chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải mày mò làm thế nào để mà kiếm được good deal, đúng không? Có thể là mua thrift, có thể là dealing với cả seller các thứ bla bla bla. Thì cho đến khi chúng ta nhận được món đồ chúng ta mới cảm thấy đã, chúng ta mới cảm thấy phê. Còn nếu mà các bạn có quá nhiều tiền ấy, các bạn chỉ cần thích các bạn click mua ngay lập tức, thì thực ra những cái món đồ đấy nó cũng không khác gì fast fashion, nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa đến như vậy. Và cái ý cuối cùng ở trong thời trang của mình đấy chính là hãy mua những món đồ mà các bạn thực sự yêu thích, và hãy mặc nó cho đến khi nào nó dã ra thì thôi. Thời trang là cảm nhận của bản thân chứ không phải là chạy theo trend, không phải là cố gắng phải flexing cái gì cả. Các bạn có gu, các bạn luyện khí như ông anh Dương Tổng, các bạn tỏa khí ra thì các bạn mặc cái gì nó cũng có cái khí của nó cái. Và khi mà các bạn đã tìm được một cái món đồ mà các bạn mê đắm, các bạn cố gắng hết sức để mà có thể sở hữu được nó, thì hãy nâng niu và sử dụng chúng một cách xứng đáng nhất. Hãy sử dụng chúng đến khi nào chúng nó không còn là quần áo không lên form được cho các bạn mặc nữa thì thôi. Chứ đừng chỉ chạy theo cloud, kể cả như mình đây hay là Huy Bô có một đống quần áo cũng chả bao giờ dùng được hết cả. Suy cho cùng thì bọn mình cũng quay đi quay lại những cái món đồ mà bọn mình thực sự yêu thích để mà mặc mà thôi. Ví dụ như những cái món đồ như thế này, nó là từ lô cổ Nhật. Con này là của Lino này, con này là con áo Guzo Satoru ấy. Dead không? Dead. Có chat không? Cũng chat luôn. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ giữ nó, mình mặc nó đến khi nào mà nó tã, nó không còn là cái áo nữa thì thôi. Cũng tương tự như là cái chiếc áo blazer này của Issey Miyake. Thực sự luôn, mình sở hữu nó cho đến bây giờ là năm thứ 2, thứ 3 rồi đấy rồi. Mặc lên nó vẫn là mình và mình thấy yomos khi mà ở trong nó. Đâu cần nhất thiết là quan tâm đến trend hay là không trend đâu. Hay là năm ngoái thì mình vừa mới pick được cái con blazer này của Kuni. Cái form của nó lên thì dead, thôi rồi dead luôn. Và như các bạn thấy ấy, thì những cái chiếc áo này kèm với cả cái bộ mình đang mặc ở đây luôn, nó đều có một cái điểm chung, đấy chính là nhìn trông nó clean và nó có một cái độ dress up. Nhìn tổng thể như thế này là các bạn đã thấy được một cái nhìn đồng phục của Kiên Phạm rồi đúng không? Và mình stick to it. Và chắc chắn là mình sẽ sử dụng những cái món đồ này thực sự lâu. Ok, vậy đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Và trước khi kết thúc video thì mình sẽ phải có một nhiệm vụ cảm ơn nhà tài trợ của mình, đấy chính là ZenMarket. Cái chương trình Omotenashi này được diễn ra từ ngày 15 tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 3, cho nên còn khá là nhiều thời gian để các bạn tham gia. Khi mà các bạn click cái link phía bên dưới để sign up tài khoản thì các bạn sẽ nhận được 700 Boy tương ứng với 700 Yên. Và kèm với đấy, trong cái chương trình campaign này thì các bạn sẽ được giảm 15% phí ship. Để mà sử dụng ZenMarket thì rất là đơn giản. Ví dụ như là mình muốn mua đồ ở trên Amazon Nhật Bản về đến Việt Nam chẳng hạn, thì ngay ở trên website của ZenMarket cũng đã có hẳn một cái mục dành riêng cho Amazon Nhật Bản rồi. Chúng ta sẽ có từ sách, thẻ bài, phụ kiện anime, figure, truyện tranh rồi cho đến cả game. Ở Nhật thì sẽ có 3 cái sàn thương mại điện tử cực kỳ mạnh, đấy chính là Amazon, Rakuten và ZOZOTOWN. Thì cách các bạn sử dụng đấy chính là các bạn sẽ tìm link của sản phẩm. Ví dụ như là mình vào ZOZOTOWN đây chẳng hạn, mình thấy một con cargo pant của Journal Standard khá là đẹp, đâu đấy tầm khoảng 2 triệu Việt Nam. Sau đó thì mình sẽ copy cái URL của cái trang web này, sau đó thì vào Amazon này và chúng ta sẽ paste cái URL vào đây, bấm vào tìm kiếm. Đó, chúng ta đã tìm được ra ngay cái thông tin của chiếc quần. Sau đó thì chúng ta chỉ việc thêm vào giỏ hàng mà thôi. Để mà có được một cái trải nghiệm mua hàng mượt mà và tốt nhất ấy, thì mình rất khuyên các bạn nhắn tin cho đội ngũ chăm sóc khách hàng của ZenMarket. ZenMarket cũng sẽ có đội ngũ dành riêng cho người Việt Nam, sử dụng tiếng Việt và hướng dẫn các bạn từng bước từ đặt hàng cho đến thanh toán cho đến khi nhận hàng. Ok, vậy nên là đang trong cái đợt campaign cực kỳ tốt này của ZenMarket thì các bạn đừng chần chừ, hãy click link bên dưới, truy cập thẳng website của ZenMarket, sign up tài khoản nhận 700 Zen Point và giảm 15% phí ship nhé. Ok. Rồi, nhiệm vụ của mình hôm nay là xong. That's it, so guys, see you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.